là Minh An từ Children Discovery Museum. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình dành cho các em từ 4 tuổi trở xuống. Mọi người có bao giờ nghe cái cụm từ khoa học trong nhà bếp chưa? Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái thí nghiệm khoa học về âm thanh qua một cái nhạc cụ từ những cái dụng cụ trong nhà bếp gọi là xylophone. Nếu như mà mình tìm tra trong từ điển thì xylophone có nghĩa là mộc cầm. Đó là một cái nhạc cụ gồm những cái thanh gỗ với những chiều dài khác nhau và xếp đứng cạnh nhau như thế này. Và người nhạc công họ sẽ dùng hai cái dùi nhỏ nhỏ như thế này và họ gõ. Ngày nay người ta ngoài việc dùng gỗ, người ta còn dùng sắt để mà tạo ra xylophone hoặc là mộc cầm. Thì mộc cầm của chúng ta hôm nay không phải làm từ gỗ mà làm từ những ly nước trong nhà bếp. Dụng cụ chúng ta cần hôm nay gồm có 6 cái ly nước phải giống nhau, cùng kích thước và cùng một chất liệu. Quý vị có thể dùng ly nước uống nếu mà sợ các em đập bể. An thì vì để quay video cho đẹp với lại là để cho âm thanh rõ hơn nên An dùng ly rượu. Quý vị cần có nước và dụng cụ để đựng nước, để đo lường nước. Màu thực phẩm thì chúng ta chỉ cần có 3 màu thực phẩm thôi, đó là màu đỏ, màu vàng và màu xanh dương. Dụng cụ để đánh thì chúng ta có thể thử nghiệm với cái muỗng bằng nhựa hay muỗng bằng sắt hoặc là muỗng bằng gỗ. Bây giờ các con coi cô nha, bây giờ cô sẽ đổ nước vào trong những cái ly này. Chúng ta sẽ đổ với những cái lượng nước hơi khác trên địch một chút xíu. Chẳng hạn như cái ly đầu tiên, An sẽ đổ đầy nó khoảng 2 cốc. Cái ly kế tiếp mình sẽ đổ ít hơn, khoảng đâu 1 cốc rưỡi. Cứ mỗi ly mình cho ít khoảng đâu nửa cốc. Nếu ly kế tiếp là 1 cốc rưỡi thì ly kế bao nhiêu? Mấy cốc? 1 cốc. Và ly kế sẽ là nửa cốc. Và ly kế sẽ là khoảng chừng 3/4 cốc. 1/4 cốc. Chúng ta sẽ không có đổ nước vào trong cái ly cuối cùng để mà mình lát hồi mình sẽ so sánh cái âm thanh nó khác nhau như thế nào. Bây giờ để làm cho những cái ly nước này có nhiều màu sắc đẹp đẽ hơn thì chúng ta sẽ pha màu với những cái màu thực phẩm. Bây giờ chúng ta trên tay cô có màu này màu gì? Màu đỏ. Và màu này màu vàng. Bây giờ cô sẽ pha cái ly đầu tiên màu đỏ nha. Đẹp không? Chúng ta sẽ khuấy lên cho nó đẹp ha. Đây, màu đỏ. Bây giờ cái ly thứ ba cô sẽ đổ màu vàng. Bây giờ cô đố các con nè, nếu như cô cái ly chính giữa, ly đỏ và ly vàng này, cô sẽ trộn lại hai màu với nhau, màu đỏ và màu vàng trộn với nhau thì các con nghĩ sẽ ra màu gì? Màu cam, hay còn gọi là orange. Đúng rồi, màu cam. Đây, để cô khuấy lên con xem thử có phải ra màu cam không? Đúng rồi, giỏi quá, màu cam. Bây giờ ly cuối cùng này, ly thứ tư này, thứ năm này cô sẽ đổ màu xanh nha. Màu xanh dương, hơi đậm một chút ha. Bây giờ nha, cô hỏi các con nè, nếu cô trộn màu xanh dương với màu vàng lại với nhau thì nó sẽ ra màu gì? Đi chính này, đi chính giữa hai ly này, xanh dương và vàng.
xanh lá cây. Xem thử đúng không nha. Cô cho màu vàng vào. Mình qua thử nó ra xanh lá cây không nha. Giờ mình trộn lên. Yeah, chúng ta có màu xanh lá cây. So đây là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh dương. Các con giỏi quá. Bây giờ cô sẽ dùng cái đũa này. Các con lắng nghe nha. Cô sẽ gõ và các con nghe thử nhận biết nha. Bây giờ gõ vào cái ly không có nước trước nè. Bây giờ nghe, con nghĩ là âm thanh của cái ly, cô sẽ gõ vào cái ly đầy nước này, hai âm thanh có giống nhau không? Đố các con. Đúng rồi, không giống nhau. Để nghe nha. Con thấy âm thanh nào cao hơn? Cái bên này cao hơn đúng không? Bây giờ mình so sánh giữa hai cái ly này nha. Con có nhận thấy gì không nè? Một cái ly không nước, âm thanh nó sẽ cao hơn cái ly có nước. So nước càng nhiều thì âm thanh nó sẽ càng trầm hay sẽ càng thấp, hay là trong âm nhạc nó gọi là trầm, và âm thanh cao nó gọi là bổng. Bây giờ mình thử với cái muỗng nhựa thử nha, để coi thử âm thanh nó có khác nhau không nha. Bây giờ con nghe nha. Khác nhau đúng không? Đây. Bây giờ cô sẽ đánh cái bài nhạc này, các con có thể đoán ra được nó là cái gì nha. Cô làm lại. Các con đoán ra bài gì không? Nghe lại nha. Twinkle twinkle little star. Muốn tìm hiểu thử cái tính chất khoa học, cái giải thích hiện tượng khoa học đằng sau những âm thanh mà chúng ta vừa mới tạo ra như thế nào, thì xin tìm trên trang mạng của chúng tôi, hoặc tại www.cdm.org, hoặc là trên Facebook cũng như là YouTube. Cái chương trình gọi là Science Everywhere Home Edition, cái tập mà gọi là Sensational Sound Waves Liquid, cô bạn đồng nghiệp sẽ giải thích về những cái hiện tượng khoa học đằng sau những cái âm thanh mà chúng ta vừa mới tạo ra. Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người một cuối tuần thật là vui vẻ. Xin hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau. Xin chào tạm biệt. Bye. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên Virtual Purple Museum của chúng tôi. Nếu quý vị đang thưởng thức chương trình này, xin vui lòng xem xét đến việc đóng góp để hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi phát sóng vào mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Để được cập nhật thông tin, xin ghi tên vào danh sách email của chúng tôi. Truy cập www.cdm.org và ghi tên ngay hôm nay.